Xin chào các bác nha. Em tiếp tục bóc những cái mặt hàng về lên sóng phục vụ các bác. Ở đây là một cái con máy đánh trứng, đánh bột, nhỏ bột hay đánh cái gì đó. Em không chuyên về nội trợ mà đây. Hàng của Nhật còn nguyên hộp thôi nhé. Nguyên hộp sách hướng dẫn sử dụng. Nguyên hộp luôn. Sau đây em nhập các cái đồ mà nó có hộp về bán cho các bác, phục vụ các bác. Đây, con này đánh hai tay luôn. Hàng sử dụng cho thị trường Nhật nội địa. Matsubara, điện 100V. Điện 100V coi nhé. 80W. Của hãng Iwatani, Tani. Và Tani cắm điện để chạy thử các bác. Có rất là nhiều số này, có 5 mức số tất cả. Cái này không biết đèn gì. Đây các bác chạy. Hai tay đánh. Năm số tất cả. Hàng Nhật, điện 100V. Biết nó đánh chắc là đánh trứng. Hàng vẫn mới tinh, chưa sử dụng các bạn. Nguyên hộp luôn này. Đây. Trước này em bán là 600.000. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chứ gọi là máy đánh trứng đi của Nhật. 600.000. Chưa phí vận chuyển đâu ạ. Máy test ngon lành ạ. Này hình như là để đẩy thôi, đẩy tháo cái tay này ra nha. Đây, cái này là chốt để tháo tay. Đấy, chốt để tháo tay nhé. Bấm này tháo ra. Bấm này tháo tay. Đấy. Bấm nút này là tháo ra. 600.000 thôi nha. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ hàng nguyên hộp luôn. À, chào các bác.